Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tiếp tục học ngữ pháp bài số 4 của giáo trình Hán ngữ 5 tập 3 quyển thượng nhé. Thì mình thì thích học theo kiểu sách như thế này, cho nên mình hướng dẫn bạn như này thì mình cảm thấy nó dễ tiếp cận hơn. Thì các bạn hãy thử theo kiểu này nhé. Chúng ta sẽ học nào. Trước tiên là từ y diệt, muốn lưỡi. Y diệt chỉ số lượng rất ít, thường đặt trước từ pủ hoặc là từ mấy, diễn đạt ý phủ định hoàn toàn. Nghĩa gần giống như là từ tí trẻ hoặc là từ trẻ sứ, tức là quả thực, đích thực. Giữa từ y tỉa và từ pủ hoặc là từ mấy có thể thêm vào từ nhẹ hoặc là từ tâu. Ví dụ số 1, mình sẽ lấy cái bút. Yau truy là tỷ phong. Chúng ta dịch tỷ phong trước, cái nơi mà muốn đi dịch ngược lại nhé Sì nán là nam kinh của tuổi nán chiêng tuổi nán chiêng là đối với nam kinh y tiểu dễ một chút cũng bù léo chỉ không hiểu tức là đối với nam kinh ấy thì tôi một chút cũng không hiểu thì chúng ta dùng kết hợp từ y tiểu và từ dễ tiếp theo số 2. nì xua chưa chen sư chưa chen sư dịch trước. Việc à, cái việc này mà bạn nói của tôi y tiểu dễ bụt tỏ một chút cũng không biết câu 3 suy đoán mặc dù tại quốc này suy sĩ hà nữ của hà nữ của có nghĩa là từng học qua nhé tức là mặc dù là đã từng học qua tiếng hán tại trong nước Khờ sử, nhưng mà càng lái sử là lúc vừa mới tới. Wò y tiểu, dễ, tôi một chút cũng này. Thiên bù tổ, nghe không hiểu. Trung của rắn xua, tợ khoa. Từ khoa này mình phải dịch trước nhé. Tức là không hiểu gì, lời, lời gì, lời mà người Trung Quốc nói. Chúng ta phải dịch ngược lại. Tiếp theo là từ bố của. Diễn đạt ý chuyển ngoặt Nghĩa nhẹ hơn từ ta shi. dịch đều dịch là nhưng mà nhé, uh, có thể dịch là chỉ mà bạn nhé, tùy. Thường đặt, được đặt ở đầu phân câu sau, uh, và thường dùng ở trong văn nói. Ví dụ số 1. 我说 tôi nói này. Chưa uh, nhỏ việc như thế này nhé, chưa dọng là như thế này. Tăng đó họ, đương nhiên là tốt rồi. Bú của tuy nhiên, nhưng mà huy bú thai máu phân nỉ là, Thay mà văn nghĩa là có nghĩa là um, làm phiền bạn quá. Câu số hai. Phóng chiên bú tạo Căn phòng nó không lớn. Bú của nhưng mà ý cửa đến một người câu trụ là câu trụ là tức là đủ để ở rồi. Từ trụ là ở nhé. Từ câu là đủ. Câu số ba. Tha hò xào. Có vẻ như anh ta gì? Hứa của Tại ý có ban suy xí quả. Tại ý có ban có nghĩa là ở à, cùng một lớp, ta học chung một lớp với tôi. Bố quả nhưng mà Wo wang là tôi quên mất. Tha chào sầm mất mình giờ. Anh ta tên gọi là gì? Câu số 4. Trưa ý cửa tờ sân chữ. Từ sân chữ dịch trước. Ta, từ vựng của cái uh, bài này vì chảo tua tương đối là nhiều. Bú quả tàu phủ nán nhưng mà không khó. Cái từ bú quả này bạn dùng như từ ta sư nhé. Dùng trong văn nói và cái ý của nó thì nó nó nhẹ nhàng hơn. Nó không có gì to tát cả. Tiếp theo từ chèn trứ dịch là quả thật hoặc là tưởng như là được đặt trước động từ làm trạng ngữ. Nhấn mạnh ý là hoàn toàn như thế hoặc gần như thế. Có ý khoa trương, phóng đại thì chúng ta xem ví dụ số 1. Trở san thiên lý là bên trong à, trong vòng 3 ngày này. Tha triển trí cô ấy quả thực trở là của ta tạo yếu. Chứng là có nghĩa là trở thành của tạo yếu là hướng dẫn viên du lịch của tôi. Tai của tai của ta, ta là dẫn tôi nhé. Chuy là đi. Nán chinh dầu miếng tờ tỷ vọng nán chinh nhỏ miếng tới tỷ vào dịch tỷ phang chiếc này tức là những nơi gì những nơi có tiếng tâm hay nổi tiếng của Nam Kinh câu số 2 tha xua tỏ sứ sở mọ tha xua tức là lời anh ta nói là như thế nào ở chỗ này tỉnh lược chữ hoa nhé bạn nhé ủa chữ quả thật tôi y dễ thiên phụ tổ một chút thì cũng cũng nghe không hiểu Câu số 3. Tha khá nhủ số tử. Đấy, cái là tiếng Hán của cô ấy nói gì đó. Giản trí. Quả thật thì. Cân trung của rắn ý dạo. Giống hẹt như người Trung Quốc. Trần răng rắn xem mù. Xem mù có nghĩa là ngưỡng mộ. Răng rắn xem mù có nghĩa là khiến cho người khác ngưỡng mộ. Câu số 4. Tôi lúc đó còn Tăng là lúc đó bạn nhé. Lúc đó là có thể là một cái thời gian nào đó trong quá khứ. Tôi lúc đó thì tôi vẫn còn nhỏ. Sớm mơ tổ. Đó là việc gì cũng cũng không hiểu. Chẳng trí à, quả thật là. Hay là như kiểu là. Y cơ sả qua. cơ xáo là kẻ ngốc. Còn xáo Kiểu như là hồi còn nhỏ này bạn xéo qua kiểu như kẻ nhóc còn nhỏ kiểu như vậy thì muốn nói là hồi bé tiếp theo chúng ta sẽ dùng phó từ tăng rán đương nhiên để biểu đạt ý khẳng định không nên nghi ngờ có thể đặt trước động từ hoặc chủ ngữ cũng có thể dùng độc lập trả lời câu hỏi chúng ta dùng từ tăng rán cấu trúc tăng rán này gì đó phải phú quọ, để biểu thị uh, chuyển ngoặt ý hả gần gần cái nghĩa của nó gần giống như là từ cái cấu trúc xoay rán ta sử chúng ta vừa nói từ bố cua và từ um, ta sử nó đồng nghĩa với nhau thì ở đây chúng ta sẽ dùng hai cấu trúc này kiểu như vậy nhưng mà nó sẽ nhẹ nhàng hơn bạn nhé thì như thế nào thì chúng ta nhìn ví dụ một nào của số tôi nói này chưa rằng ta là khó như thế này thì đương nhiên là tốt bố của nhưng mà quay bố quay thay máu phân là có thể gây phiền phức quá cho cậu không? Câu này mình đã giải thích kia rồi nhé. Câu số 2 này. Nâng khảo sang đại Khảo sang đại học nghĩa là thi đỗ đại học. Đó. Tăng ra họ đương nhiên là tốt rồi. Ta sư si, nhưng mà khảo bú sang thi không đỗ về bú dọ thai nắng của cũng không cần phải gì. Quá là buồn bã. Thì chúng ta sử dụng cấu trúc tăng rán và uh, tăng rán và bú của. Ở đây bạn nhìn thấy uh, kết hợp của từ tăng rán và từ uh, tăng sử có thể được bạn nhé. Câu số 3. của tú tỏ. Sử trung của chị từ tú đây không nghĩa là đọc bạn nhé, bởi vì ở vế sau trung của chị có nghĩa là khoa Trung Quốc, khoa tiếng Trung đấy, khoa tiếng Trung. Thế thì đây phải là học từ tú này ạ. Ví dụ tú ta suy là học đại học thì từ tú này có nghĩa là học chứ không phải là đọc nhé. Bình thường nó đọc là Ví dụ tú su là đọc sách đấy. Thì ở đây là khoa mà tôi học ấy là khoa tiếng Trung. Hiểu như vậy. Tao rán si wang chi hui. Si wang chi hui có nghĩa là hy vọng là có cơ hội. Chỉ Trung của liều suy. Đi uh, Trung Quốc du học. Hay đi du học Trung Quốc. Câu số 4A. Nì dễ xiang truy quê lín Truy quê lín có nghĩa là đến Quế lâm. Đùi xíu mạo. Du lịch. Tức là bạn cũng muốn đến du lịch ở Quế Lâm mà. Tăng rán, đương nhiên. À, biểu hiện ý khẳng định nhé. Tiếp theo chúng ta dùng từ số, nghĩa như từ súng lái. Diễn tả ý là từ trước đến nay vẫn vậy. Thường dùng ở trong câu phủ định. Câu có từ sự không các bạn. Số 1. Ở ban nén tờ, liếu xế sân khổ, Dịch là liếu xế sân hồ trước. Là cuộc sống lưu học sinh, lưu học đấy. Nửa năm Răng quả trắng tạo. Trắng tạo là cảm nhận được. Trắng tạo là ý kiến. Trúng mấy. Trúng mấy là chưa từng. Trắng của tạo. Xoan, thiền, khổ lạ. khổ lạ. Xoan là chua, thiền là ngọt. Khổ là khổ, lạ là, là cay. Thì chúng ta có thể là cay nắng mặn ngọt gì đấy của tiếng Việt. Tức là tui, cho tôi thì cuộc sống du học nửa năm. Uh, cho tôi cảm nhận được cái cảm giác cay đắng khổ ngọt mà trước nay chưa từng nếm qua, chưa từng trải qua. Câu số 2, của sống hoặc sống lại, bù xiên, từ xiên cũng là hút thuốc nhé, à, từ trước tới nay thì tôi chưa từng hút thuốc. Câu số 3, của y chén sống mấy, y chén sống mấy là một cụm luôn bạn nhé, có nghĩa là từ trước tới nay, chưa từng. Lái của Trung Quốc, từ trước tới nay chưa từng tới Trung Quốc. Có nghĩa là lần đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng động từ cộng từ. cho Lấy lại để mà diễn đạt ý khi một động tác đang tiến hành thì có một động khác. Một động tác khác đó, nó diễn ra đồng thời. Ví dụ số 1 Dù ý toàn suy có một giai đoạn thời gian. Wǒ tôi thường xuyên này ý cơ rảnh thâu thâu khu thâu thâu khu tức là khóc một cách uh, lặng lẽ thâu thâu là lặng lẽ nhé bạn dầu sứ có lúc này khu trỏ, khu trở đang khóc chiều xoay trở lại đang khóc thì ngủ gật thể hiện cái động tác đang tiến hành thì có một động tác khác diễn ra đồng thời là đang khóc thì ngủ đó câu số 2 ta xua cô ta đang nói. Thu rán, đột nhiên, sao lạ, chỉ lại, đột nhiên lại cười phá lên. Vậy là hai hành động xen vào, nói và cười. Câu số 3. Hoàn sao, buổi tối, suy đứa thai hoàng, ngủ muộn quá. Chào sao, chỉ đứa chào. Buổi sáng thì lại phải dậy sớm. Sang thưa là sửa hồ, lúc lên lớp, chóng chóng. Thường xuyên gì? Thiên chóng, thiên chóng, đang nghe bài. Chiều, khôn lọ, thì ngủ gật mất. Hai cái sự việc nó diễn ra uh, đồng thời bạn nhé. À, Thưa các bạn, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn học xong ngữ pháp bài số 4 của Hán ngữ 5. Thì hy vọng là mình đã hướng dẫn các bạn uh, hiểu được một chút ít gì đó của tiếng Trung nhé. À, nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, thì hãy đăng ký kênh để uh, mình có thêm động lực để tiếp tục duy trì kênh, cũng như là dành thời gian để nghiên cứu thêm, hướng dẫn cho, thêm cho các bạn học hiểu biết hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Right, chào các tạm biệt các bạn xin chào